Các bạn thân mến, ở đây là có ba cái cây cau vua nè các bạn nè. Đây. Cau vua nè, to khủng khiếp luôn. Đó. Đó, đây là một cây nè. Cái đường kính của thân cây thì nó nằm ở khoảng 70 phân. Đây, đây cây thứ nhất. Đây là cây thứ nhì nè. Cái cây này là đường kính của nó là gần 1 mét luôn nha. Chiều cao chừng khoảng 8 mét. À, nếu các bạn mà có ai muốn mua thì hãy comment phía dưới cho mình nha. Đây một cây nữa nè. À, cây này thì cao chừng khoảng 7 mét, 8 mét gì thôi. Cũng cỡ đó. Đây là cây cau vua. À, bây giờ thì nếu mà ai muốn mua thì sẽ bán với giá rẻ thôi. Thì cái cây này là của khu vực hiện tại là đang ở Lâm Đồng nha. Ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nha. Đó, nếu mà bạn nào mà muốn mua thì hãy comment số điện thoại phía dưới. Và mình sẽ liên lạc cho. Đây là cây cau vua. Đường kính cái gốc ở phía dưới là gần cả mét luôn này. Cả mét luôn. À, không biết cây này chỉ có những công ty lớn thì mới có thể mua về được thôi, chứ còn bình thường thì chắc không được rồi. Bình thường thì không thể nào mà làm cho xòe. Đây là cây cau vua các bạn nha. Đường kính gốc này cả mét này. Đường kính gốc của cây này là 1 mét này. À, nếu mà bạn nào cần mua thì hãy comment là phía dưới. Comment số điện thoại phía dưới, mình sẽ liên lạc. Đây quay đó, cái hàng cau vua này, cực đẹp luôn. Cái này ở những cái khu mà du lịch lớn đó mà trồng thì ok. Đây là cây này hơi bé một chút nữa. Đây các bạn xem kỹ lại cây này nha. Cây này là đường kính gần 1 mét, khoảng 1 mét đó nha. 1 mét hơn đó nha, 1 mét luôn ạ. Đường kính gốc cây ở phía dưới là cả mét đó. Chiều cao này 1, 2, 3, 4, 5, chắc khoảng 10 mét. Cây này chắc cao khoảng 10 mét. Đó, đường kính của gốc, của thân. Của thân phía dưới cùng là khoảng 1 mét, còn phía trên là chừng khoảng 90 phân, 80 phân. Đó. À, đây là cây thứ ba nè. Cây này đường kính cũng chừng khoảng 7-80 phân á. Các bạn thấy không? Cây cau kiểm cực là đẹp luôn. Nếu mà bạn nào muốn mua thì hãy comment phía dưới nha. Comment số điện thoại phía dưới nha. Đó. Quá đẹp. À, đây là ba cây cau kiểm. Cau này là cây cau vua. Và đây có thêm một cái cây, cây cây đủng đỉnh nữa. À, đây là cây đủng đỉnh nè. À, nếu bạn nào thích thì lấy luôn. Đây là cây đủng đỉnh nè. Cái đúng đỉnh nha. Có cái buồng hoa đẹp ghê chưa. Cái đúng đỉnh đó các bạn.